Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến giữa chiếc Realme Wii và chiếc Redmi Note 8 nha. Ở video này thì mình sẽ so sánh chi tiết từng phần một của hai chiếc điện thoại này. Đầu tiên là tại sao mình lại so sánh hai chiếc điện thoại này. Đó là bởi vì đầu tiên là mình có sẵn hai cái sản phẩm này để mình làm video so sánh nha. Tiếp đó nữa là rất là nhiều bạn đang thắc mắc, đang phân vân cũng như mình nè, không biết là nên mua Realme Wii hoặc là Redmi Note 8 nha. Và thứ ba nữa, đó là hai cái sản phẩm này nó đang rất là ngang bằng cái tầm giá của nhau. Và về đầu tiên á, đập vào mắt mình thì mình sẽ thấy ngay về cái phần cấu hình. Đó là một cái thua thiệt cho chiếc Redmi Note 8 này. Thì chiếc Redmi Note 8 này sở hữu con chip á, đó là Snapdragon 665 nha. Còn chiếc Realme Wii tận tới 72. Cái điểm mà mình chấm ra ở trên hai sản phẩm này á, thì ở trên Realme Wii á, nó rơi vào khoảng 210.000 điểm. Và ở trên chiếc Redmi Note 8 á, thì nó rơi vào khoảng 171.000 nha. Và không chỉ nằm ở số điểm đâu, và ở những cái trải nghiệm game, chơi game đồ này kia thì chiếc Redmi Note 8 cũng sẽ thua nha. Mình đánh giá là cái khoảng chênh lệch của nó thì chiếc Realme Wii này là 10, thì chiếc Redmi Note 8 này sẽ được 8 nha. Và đó là về cấu hình. Vậy cấu hình có phải là tất cả những gì của hai chiếc điện thoại này không? Thì bây giờ mình sẽ vào phần chi tiết nha. Về thiết kế thì chiếc Realme Wii này sẽ được sử dụng một cái mặt lưng nhựa nha, được làm những cái đường vết cắt kim cương nè. Khi mình chuyển dưới ánh sáng thì nó sẽ đổi màu. Còn ở chiếc Redmi Note 8 này thì nó được làm bằng kính luôn, kính cường lực. Về cái màu sắc thì cũng rất là đẹp. Ở đây mình có phiên bản màu trắng nha, thì nó sẽ chuyển từ màu trắng xuống màu tím nè. Nhưng mà về cái màn hình phía trước thì chiếc Realme Wii lại có một cái thiết kế, cái viền đen của nó sẽ mỏng hơn chiếc Redmi Note 8 nha. Thì ở cái phần mà thiết kế này nè, mình không đánh giá là con nào hơn. Nó sẽ tùy thuộc vào các bạn thích chiếc máy nào hơn hay thôi. Và tiếp đó là về thương hiệu nha. Thì một điều rất là hay ở trên chiếc Redmi Note 8 này, thì ai cũng biết là chiếc Redmi Note 8 này là của Xiaomi. Cái đó là mình chắc chắn luôn. Thì Xiaomi đã tách ra một cái công ty con tên là Redmi rồi, nhưng mà rất nhiều người vẫn gọi Redmi là Xiaomi Redmi Note 8 nha. Thậm chí ở những cái shop bán hàng họ vẫn ghi là Xiaomi Redmi Note 8 luôn. Còn ở chiếc Realme Wii này nè, mình nghĩ có nhiều bạn đang xem video này cũng không biết Realme là công ty con của Apple đâu. Mình có tư vấn cho một số người là Realme, nhưng mà họ hỏi Realme là hãng gì lạ quá họ không biết. Nhưng mà Apple thì họ là biết nha. Thì cái đó thì mình thấy là một cái điểm rất là hay của chiếc Redmi Note 8 này. Về cái thương hiệu, về tính nhận diện thì mình đánh giá là chiếc Redmi Note 8 này sẽ hơn nha. Và tiếp đó là về pin đi. Và pin ở chiếc Redmi Note 8 là 4000 mAh, và chiếc Realme Wii là 4000 mấy chục, nó không hơn kém nhau nhiều đâu. Và cả hai cũng sẽ đều được tặng cái củ sạc nhanh ở bên trong hộp luôn. Và về trải nghiệm thực tế thì mình thấy cái sạc nhanh của hai con này nó cũng không hơn kém nhau nhiều đâu. Cho nên về pin mình đánh giá là hai cái chiếc này sẽ hòa nhau nha. Và về màn hình thì ở cái màu trắng mình sẽ thấy ngay nè, là chiếc Realme Wii nó sẽ hơi ấm vàng nha. Còn chiếc Redmi Note 8 thì nó sẽ trắng trong, nó hơi xanh một tí. Và khi mình xem video thì mình dễ dàng nhận thấy rằng là ở trên chiếc Redmi Note 8 thì màu nó sẽ thiên về trung thực. Còn ở Realme Wii thì cái màu nó sẽ hơi đẩy lên một tí nha. Hai cái màn hình này theo cái mắt mình nhìn thì thực sự không có hơn kém gì nhau nhiều đâu. Thôi là cho hai em nó hòa nhau đi. Rồi tiếp đó nữa là về cái mà phần mềm, về cộng đồng đồ này kia, thì mình bảo đảm rằng MIUI trên chiếc Redmi Note 8 này nè sẽ có một cái cộng đồng người sử dụng rất là đông đảo. Từ đó cái việc hỗ trợ mà up ROM đồ này kia của nó sẽ rất là lâu dài luôn nha. Còn ở những cái mà ColorOS của Oppo và Realme thì thực sự là mình thấy nó cập nhật rất là chậm chạp. Như chiếc Redmi Note 8 này nè, hiện tại cũng đã gần sắp được lên Android 10 và có MIUI 11 rồi. Và đặc biệt thêm một cái nữa, đó chính là về một cái mắt hồng ngoại ở trên chiếc Redmi Note 8 này. Thì cái mắt hồng ngoại này để làm gì? Mình có thể sử dụng cái mắt hồng ngoại này để điều khiển như là máy lạnh nè, TV hoặc là một số thứ khác có sử dụng remote nha. Về cái mắt hồng ngoại này thì mình rất là thường xuyên sử dụng luôn. Sử dụng như là điều khiển TV là nhiều nhất nè. Bởi vì cái remote của mình nhiều lúc mình quăng ở đâu mình không biết, tìm không ra luôn.
Rồi và về cuối cùng nha, cái phần mà đau đầu nhất đó, đó chính là về camera. Và đầu tiên là về camera trước đi. Thì thực sự rằng á, camera trước của con Redmi nó sẽ tốt hơn con Redmi Note 8 khá là nhiều nha. Tốt hơn cả về độ chi tiết nè, khử nôi đồ này kia. Thì những cái bức ảnh này á, thì mình chụp vào khoảng 4-5 giờ chiều nha. Và một tấm hình selfie vào buổi tối thì cũng vậy. Nói chung ở trên Redmi Wii thì mình thấy mọi thứ vẫn tốt hơn. Tiếp đó nữa là hai tấm hình mà mình chụp cái cột màu vàng này nè. Thì ở chiếc Redmi Note 8 á, thì cái màu của nó sẽ lên sát với cái màu của ngoài thực tế hơn. Còn ở chiếc Redmi Wii thì nó hơi nhạt nha. Và khi zoom vào á, thì mình cũng sẽ thấy được rằng á, độ chi tiết ở trên Redmi Note 8 thì cũng sẽ tốt hơn. Thì ở tấm hình này, khi zoom vào thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra nè, ở cái bụi cây mà ở góc cùng bên tay trái á, trên chiếc Redmi á, nó chi tiết nó sẽ không cao và nôi rất là nặng. Còn ở trên chiếc Redmi Note 8 nè, về cái màu sắc nè, về độ chi tiết thì mình chắc chắn sẽ chọn ngay chiếc Redmi Note 8 nha. Tiếp đó nữa là một tấm mình chụp ở trong phòng. Thì ở trong phòng này cũng sẽ tiếp tục lợi thế nghiêng về chiếc Redmi Note 8. Zoom vào cái tai nghe này nè, thì các bạn sẽ thấy nghe nè, trên chiếc Redmi Note 8 á, thì nó sẽ rất là mịn nha. Còn ở trên Redmi Wii thì nó noise khá là nhiều. Và kéo sang cái phần cái ghế cũng vậy. Thì ở phần cái ghế này, ngay cái chữ mà Zero á, thì ở trên chiếc Redmi Note 8 cũng sẽ chi tiết cao hơn nha. Nhìn qua bức ảnh này thì các bạn có thể thấy á, rằng Redmi nó sẽ đẩy sáng lên hơi quá so với thực tế. Ở trên chiếc Redmi Note 8 á, thì cái độ chi tiết của nó sẽ cao hơn trên Redmi nha. Và kèm theo đó nữa là cái noise của nó cũng sẽ ít hơn. Và cũng tương tự với điều kiện cực kỳ thiếu sáng á, thì ở trên chiếc Redmi Note 8 nó cũng sẽ xử lý tốt hơn chiếc Redmi Wii. Ở trên hai chiếc điện thoại này đều có cái chế độ mà chụp đêm á. Thì sau khi mình bật cái chế độ chụp đêm này lên, thì ở trên chiếc Redmi Note 8 nè, nó sẽ lại đẩy sáng hơi quá so với lại Redmi Wii nha. Thì về cái mà chế độ chụp đêm này thì nhìn qua tấm hình của Redmi Wii á, thì mình sẽ thấy thích hơn. Về video này á, thì mình chưa có thời gian để mình test được cái mà chống rung các thứ nha. Về ghi âm thì ở đây mình cũng chưa kịp để làm video so sánh. Nhưng mà mình có thử qua thì mình thấy hai cái ghi âm cũng không hơn kém nhau nhiều đâu. Và camera thì camera trước mình đánh giá là Redmi sẽ hơn nha. Còn camera sau thì Redmi sẽ hơn. Và rồi qua cái mà đánh giá vừa rồi á, thì mình nghĩ là các bạn cũng đã lựa chọn được một chiếc điện thoại cho mình rồi. Nếu như các bạn mà chơi game nhiều á, cần một chiếc máy cấu hình thực sự tốt á, thì hãy mua chiếc Redmi Wii này nha. Còn nếu như mà các bạn ít chơi game giống như mình nè, mình cũng ít chơi game lắm, chơi những cái tựa game mà nhẹ thôi, thì sẽ lựa chọn chiếc Redmi Note 8 này để có như là một cái camera tốt hơn nè. Tiếp đó nữa là sẽ được hỗ trợ update lâu dài nè, có một cái cộng đồng rất là đông đảo mà mình nghĩ là sửa chữa cũng sẽ nhiều linh kiện hơn chiếc Redmi Wii nha. Riêng với mình á, thì mình là một người sử dụng điện thoại Xiaomi từ đó tới giờ rồi, gần như là từ lúc bắt đầu mình sử dụng smartphone luôn á, là mình đã sử dụng Xiaomi rồi. Cho nên á, cái hệ điều hành mà MIUI của nó thực sự mình rất là cần những cái tính năng ở trên đó luôn. Và một cái nữa là mình là một người ít chơi game, nên mình sẽ chọn chiếc Redmi Note 8 này nha.